Hello, hôm nay là ngày 5 tháng 12 năm 2024. Hôm nay là đi Lộc Ninh. Ở vị trí này là cách Lộc Ninh khoảng chừng hai mấy cây số nữa. Đây là quốc lộ 13 nha. Phía trong kia là chùa Thành Phước. Đây là quốc lộ 13. Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới Tết Nguyên Đán rồi. Đây có một cái cây xe này chở mai nè, chở mai rồi. Mai này là xe này chở 6 gốc mai nha. Chở 6 gốc mai. Hôm nay có việc đi Lộc Ninh, sẽ kết hợp là tiền trạm và coi một cái tour đi 2 ngày 1 đêm ở Lộc Ninh xem như thế nào. Để về sẽ làm cái tour 2 ngày 1 đêm ở Lộc Ninh, Sài Gòn Lộc Ninh 2 ngày 1 đêm. Ở đây là quốc lộ 13A nè, còn hai mấy cây số nữa là tới Lộc Ninh, tới điểm đến. Từ thành phố Hồ Chí Minh đi Lộc Ninh là khoảng 102 cây số, đường rất là dễ đi, rộng rãi và thoáng, không có bị kẹt xe nha. Rồi đây là những ngày đầu năm của 2021, chúc mọi người có một cuộc sống bình an mới mang lại hạnh phúc. Đó, xem.